tức là đến cái mức mà trừu tượng tối đa nó chỉ còn là những các cái yếu tố thôi, và cái yếu tố nó hợp nhau nó thành ra cái gì đó, nó thành ra con người, nó thành ra con chó, nó thành ra đủ mọi thứ. Thì nó mới làm cái đi nhằng tánh. Vì thế minh vật mới tại sao là ăn chay là vì thế. Bởi vì mình viết chúng sinh là tức là rõ ràng là mình sát sinh rồi, nghe không? Đi sâu vô cùng đó. Thế thành ra, nhưng mà đấy thì anh nói thêm cái điều nữa là gì, là cái mà tất cả cả lành cả dữ đó nó đều nằm trong cái nó gọi là a lại gia thức. Mà a lại gia thức là cái gì? Nó bao phủ toàn thể tất cả như là hằng hà sa số cũng đoạn hay cả, mà nó có trong mình. Bởi vì mình lấy cái từ cái đó ra, số tốt là mình lấy từ cái đó ra mà mình tạo cái nghiệp cho mình thôi, đúng không? Mình mà nghe là gọi là muốn làm ác có ngay, muốn làm thiện có ngay, nó ở đâu đó, nhưng nó như là trong những cái gọi là hạt phước miêu hay là nơi trông hay cái gì đó, nó đầy không gian hết à, nó có trong mình hết đó, mà mình muốn cái gì có cái đó. Thì cái đó mới là cái vấn đề, cái cá ngã nó kinh khủng như vậy đó. Mà vì thế đó mà bên phần nó phải phá ngã đi đó, bởi vì cái ngã là nó làm cho mình tạo nghiệp đó. Bởi vì sao? Nó nói tôi thích cái này, tôi thích cái kia, không có đâu, không có cái tôi đó. Bởi vì cái tôi đó chỉ là một cái sự phức hợp của những yếu tố mà nó thay đổi từng sát na, đúng không? Và lúc tốt lúc xấu nó không chừng được. Rõ ràng mình qua cuộc đời mình mới thấy rõ ràng như bao nhiêu cái điều mình làm xấu, đúng không? Mà bao nhiêu điều cũng có cái lúc lành, tùy theo cái nhận thức của mình. Mà đó, cái đó là chuyển thức thành trí là vì thế đấy. Khi mình đã theo Phật, mình Phật dạy cho mình hiểu cái đúng cái sai, mình làm lành lánh dữ, thì mình được tạo cái kiếp tốt. Và nó sẽ có cái sự quả chắc chắn là như mình ngồi đây với nhau. Rõ ràng đâu có phải là tại sao mình được như thế này, mà tại sao mà những cái người đó Afghanistan như vậy, đúng không? Đó, mình cũng đã trải qua một lúc như Afghanistan như vậy không, đúng không? Đúng rồi. Không? Thế nhưng mà đấy, nó mỗi một cái giây phút đó nó đều là nó có những cái, nó là để những cái quả ấy. Thành ra do đó anh mới qua được cái chuyện mà anh, cái vụ mà cái thằng chủ đất này nó ấy như vậy. Bởi vì rõ ràng mình thấy nó là một cái sự mà nó bully mình. Mà mình bực quá, anh làm đủ mọi cho. Mà vì thế đầu óc điên khùng trong mấy năm trời. Thấy không? Dùng đủ mọi cách cả, mà nghĩa là rốt cuộc mình thấy tại mình ngu thôi. Tại mình cái sân của mình nó nổi lên thôi. Chứ Phật nói tất cả nó là cái nghiệp mình tự hơn. Kiếp nào bây giờ mình đang lãnh thôi. Thế thì thoát được con này tự nhiên đến lúc đó. Thì rồi tự nhiên nó thoát. Xong được cái đó thôi, bây giờ khỏe re.